Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy xin dạy các em toán lớp 3 sức kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lớp xem bài giảng của Hệ Liêm nếu có khách quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm. Đã hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 20 thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, vẽ hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí. Giờ như vậy là hôm bài hôm nay mình sao bài 20 thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, vẽ hình vuông, vẽ hình chữ nhật và vẽ trang trí. Chứ mà sao đến phần hoạt động. Câu số 1, người ta kêu mình vẽ góc vuông định A, cạnh AB, AC. Giờ thầy sẽ làm câu số 1A trước nhé. Như vậy câu A thì các em sử dụng mà A kia của mình để mình vẽ được cái góc vuông định A và cạnh ABC. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ vẽ một cái đường nằm ngang và một đường thẳng đứng thì hai đường sẽ vuông góc với nhau. Như vậy mình sẽ vẽ một cái đường thẳng đứng. Giờ sau đó mình sẽ vẽ một cái đường nằm ngang. Thì hai đường này sẽ vuông góc với nhau. Giờ mình sẽ đặt tên là A, B, C. Mình đặt tên là góc này mình sẽ để là góc A, đúng rồi. Giờ bên đây là B. Và bên đây là C. Như vậy mình sẽ vẽ một đường ngang và một đường thẳng đứng. Hai đường ngang, hai đường sẽ gặp nhau tại một điểm chính là đỉnh của góc vuông đỉnh này. Giờ cạnh sẽ là AB và AC. Giờ tiếp theo mình sẽ dùng câu B, người ta kêu mình vẽ đường tròn tam biên. Giờ như là câu B thì các em sử dụng hướng AK để các em vượt. Câu B thì mình sử dụng combo để vẽ nhé. Em sử dụng combo. Để vẽ đường tròn tam biên. Giờ bây giờ mình sẽ vẽ một đường tròn tam biên. Như vậy trước hết mình xác định tâm chưa? Đúng này. Giờ sau đó mình sử dụng comma để mình vẽ đường tròn tam biên. Đúng này. Giờ tâm ở giữa mặt T mình đặt tên là Y. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 thì các em sẽ vẽ hai hình vô. Giờ vẽ xong vẽ hình xong mình sẽ tiếp phần câu số 2 nha. Giờ xong câu số 1 mình sẽ qua tiếp câu số 2.
Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình em tự làm eke giấy. Mình sẽ, nếu mà các em đi học mà quên cái khúc eke thì các em có thể tự làm được một cái eke giấy bằng cách sử dụng một tờ giấy. Các em sẽ gấp làm đôi theo chiều đứng, sau đó sẽ gấp làm đôi theo chiều ngang. Thì lúc này mình sẽ được là mỗi cái góc này đều là góc vuông hết. Đúng không? Thì các em chính là góc vuông, các em sẽ sử dụng này thay cho eke của mình, đúng này. Như giờ công an người ta kêu mình dùng eke trong bộ đồ dùng học tập của em, hãy kiểm tra lại góc vuông ở eke giấy vừa làm. Thì mình sử dụng eke trong bộ dùng đồ, các em sẽ sử dụng eke trong bộ đồ dùng học tập của em kiểm tra lại góc ở eke giấy vừa làm, thì mình thấy là chính là góc vuông, đúng này. Như giờ mình trả lời câu an sao? Như vậy câu A thì các em sẽ gấp hình theo yêu cầu bài toán. Sau đó kiểm tra thì em thấy các góc vừa gấp được là các góc vuông, được là các góc vuông. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì mình sử dụng eke giấy vừa làm, em hãy tìm xem trong hình bên có mấy góc vuông. Như vậy mình sử dụng khúc eke giấy của mình kê vô các góc, xem hình này có bao nhiêu góc vuông. Thì mình kê vô mình thấy là góc này vuông, góc này vuông, góc này vuông, mình thấy là có ba góc vuông, đúng không? Như câu B các em trả lời là giờ câu B các em trả lời dùng eke giấy vừa là em tìm thấy, em tìm trong hình bên có ba góc vuông, đúng nè, một ở đây, 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 ba góc vuông. Như dùng mấy cây giấy vừa làm em tìm trong hình trên thì mình thấy là có ba góc vuông. Như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video phải biết kèm nha. Giờ tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình vẽ hình chữ nhật và hình vuông theo mẫu. Giờ như vậy là mình quan sát hình chữ nhật thứ nhất thì mình... Giờ như vậy mình sẽ canh lưu tập của mình để mình vẽ nha. Như vậy mình thấy là đây là vỡ 4 ô ly. Thì cứ 4 ô ly sẽ là một ô tập, đúng không? Như mình sẽ thấy từ đây đến đây là một ô tập. 2 ô tập, 3 ô tập, 4 ô tập. Chiều ngang là 4 ô tập, chiều đứng sẽ là 3 ô tập. Đúng không? Mỗi ô tập sẽ là 4 ô ly nhỏ, đúng này. Giờ mình sẽ canh chiều ngang là 4 ô tập, chiều đứng sẽ là 4 ô tập là được, đúng này. Giờ mình sẽ vẽ phía dưới trong ô tập. Giờ mình sẽ vẽ giống cái hình này trong ô tập của mình nha. Giờ mình sẽ vẽ đường ngang trước. Sẽ là chiều ngang sẽ là 4 ô tập. Mỗi ô tập sẽ là 4 ô ly, đúng này. Giờ đứng là 3 ô tập.
Giờ quẻ đường ngang tiếp. Và gì? Quẻ đường đực. Giờ như mình xong hình chữ nhật thứ nhất. Hình chữ nhật này có chiều dài là 4 ô tập và chiều đứng, chiều rộng chính là 3 ô tập. Giờ mình sẽ vẽ hình thứ hai thì mình thấy là chiều dài sẽ là 3 ô tập, chiều rộng sẽ là 2 ô tập. Giờ mình vẽ đường ngang, ngang đi qua 2 ô tập. Mỗi ô tập là 4 ô ly, 2 ô tập sẽ là 8 ô ly. Đúng này. Giờ mình sẽ vẽ đường nằm ngang chứ. Giờ vẽ đường đứng. Vẽ đường ngang. Vẽ đường đứng. Giờ tiếp theo. Giờ đây mình có một cái hình vuông chiều ngang là mỗi cạnh đều là 3 ô tập ha. Đây, từ đây qua đây 3 ô tập. Từ đây xuống đây cũng là 3 ô tập, đúng không? Giờ mình vẽ cạnh nằm ngang trước 3 ô tập. Giờ cạnh đứng cũng là 3 ô tập. Giờ vẽ đường nằm ngang. Giờ vẽ đường đường. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video thầy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.